Trâm anh làm gì để Ngộ Kỳ bực mình đến vậy? Cùng coi chuyện bắt đầu nhé. Pha này mình với Quy đang múc bang cua ở giữa thì thấy một bóng dáng bay tới. Hóa ra là anh Flo mới có vợ. Anh trốn vợ ra mít hẹn hò với Quy đây. Giết Flo xong định lên ganh rồng mà nhìn lại Quy sang bùa xanh tim bạn. Mình đành qua giúp đỡ bạn ấy, nhưng mục đích cũng là con bùa mà thôi. Đầu trận đã bị Trâm với Omen sang hút bùa đỏ, giờ bùa xanh cũng chả còn làm khỉ hơi khó chịu. Lúc này mình núp đợi mít nó về, ôm cây đợi thỏ thôi cần gì tìm kiếm mệt. Hay lắm em, lộn ra một pha về với ông bà. Bộ nó sợ mình cướp tiếp nên kêu người canh, nên mình đi ganh để họ bất ngờ. Rồi xong hai thằng xích chạm mặt, Trâm đứng sau ăn mặn. Định cướp đỏ mà nó ăn rồi. Bùa xanh ra tiếp, Trâm có mặt, nhưng lần này khỉ kêu gọi đông anh em ra phục kích, kết quả Trâm phải bỏ mạng. Chết rồi còn bị chửi nữa chứ, mình chết cái bên kia nó ép thấy mạnh ghê. Enzo tìm bạn chơi hay nè. Nhưng mà hay chết. Thêm Lily nữa, về đi, đừng có thử thách Trâm anh. Bảo rồi mà. Vào đây Flo. Múa đi, xong chết. Tự nhiên thằng khỉ chạy vào chiêu 2 của Trâm làm gì để chết vậy? Bởi vì khỉ hỏi thăm Trâm khá nhiều nên mình đi xin lỗi họ. Thừng nồi cắm lợn nè. Nó chạy đâu không thấy, thoát được kìa. Còn cố gì nữa mấy anh trai. Ở giữa thì Lily đang khát trụ, nhà người ta có mấy cái trụ chúng mày lấy hết một đống còn chưa đủ hả? Dọn hết đống tà thần này mới lên chơi được. Băng xương mất tiêu. Tim chết đầu hết rồi, may quá, còn tóc 1000 nata nên không thua được. Dí theo luôn, sợ gì? Nát suýt chết vì nghe lời Trâm, mấy bạn thấy build đồ này ghê không? Gõ nát cái chạy mà gõ mình thoải mái. Thằng Enzo không biết còn ở đây không? Dọn cái lính dưới này cho cao rồi về.
AD tù quá. Gì mày, dặn ẻ mà mày kêu tù, ngồi dặn một phút bắn ra một viên, hụt hết ba viên, không chịu bắn thường mà kêu tù. Pha này tưởng đâu thắng lợi giao tranh rồi mà quay lại thế cân bằng. Mày vào đây, đứng trong mắt Esu thì ngộ không chỉ là ngộ khỉ. Thêm cái thằng quý nữa, đã yếu thua nó còn bài đặt solo. Liều mạng ngồi đây chờ chúng ăn tà. Thằng này nên đổi thành ngộ chó thì đúng hơn, đứng trong bụi mà cũng đánh hơi được. May kỹ năng chạy được thực hành 3 năm chứ không thì chết rồi. Mất ba đường mà còn mất tà thần nữa sao thủ đây? Thấy tim mình trên kia, dưới này có lính, khi có âm mưu giết châm xong ăn trụ, giành thắng lợi, hoặc là câu kéo dưới này trên kia ăn tà thần, đường nào cũng ok, nhưng mà không ngờ build đồ này 10.000 máu, kèm thành thuần, ulti tạo giáp phải tầm 13.000 máu, gõ mấy phát cho chết đây. Tim bạn chết rừng, còn Enzo, Lo, Ezin, bọn này ăn tà hơi lâu, để châm gia phụ. Thua kia ảng gì nữa, nhắn hơi sớm, nhắn trước khi bị mất tà thần mà, xin lỗi bạn nhé. Lên luôn nha, đứa nào giờ mà kêu rút lui là đụt vào cái mỏ liền. Một em ra đi, có trượng băng đây, đi bộ khỏi chạy. Hai em nè. Em thứ ba. Và thế là win thôi, mọi người chơi game nhớ lạc quan giống ngộ không nhé. Mất ba đường mà bị lật ngược. Cảm ơn mấy bạn đã coi video.